Đâu qua đây. Xin chào mọi người, bây giờ mình đang đi đón Jun. Mà Jun không có biết là đi ra đó. Nó là đi taxi tự về nhà. Hồi hộp quá. Đang thấy ở đằng xa xa. Là bà bảo anh đâu có đáp gì? My answer. You call me Babo. It's your name. Ta nào quá sốt thế. 좋아. 네 있어 너무 좋아. 너무 좋아. 아이고 아니야. 양 그냥 약간 언제 났죠? 어. 진짜 많은 거. 맞다 라리. 맞다 났죠. The next day. Yeah. Xin chào Măng Nè. Xin chào mọi người. Măng Nè. Mọi người. Mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. À, tối hôm qua thì lại đi đón Jun. Thì hôm nay mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ. À, cái đợt vừa rồi á là mình được một ngày tức, nhưng mà mình chưa có kịp làm cái giveaway. Thì nhân dịp là Jun qua đây, cho nên là Jun đã mua quà cho các bạn để tụi mình có thể làm giveaway. Là một món quà nhỏ thôi, là ba cây son Tết trước. Thì mình cũng biết là mấy bạn thích, mấy bạn nữ, bởi vì kênh của mình đăng ký là đăng chủ yếu là mấy bạn nữ, cho nên là mình đã quyết định là mua cái son này để giveaway cho mấy bạn. Thì có ba cây son, mình chọn ba cây son mà màu có thể là hot hit nhất trong Blitzroot. Màu 06 nè, màu 12 và màu 05. Ok, cho nên là mình sẽ giveaway cho các bạn. Thì thể lệ là mình sẽ để ở dưới phần description. Hôm nay là ngày 31, cho nên là mình sẽ thông báo kết quả rồi giveaway là vào ngày 5 tháng 9 nha. Ngày 5 tháng 9. Ngày 6 tháng 9 nha. Mình sẽ up cái video này hơi một chút, cho nên là kết quả của giveaway mình sẽ thông báo vào ngày 6 tháng 9. Ok. Và qua đây mình và Jun cũng cảm ơn tình cảm các bạn đã theo dõi tụi mình trong thời gian vừa qua. Mùa hè. Mùa ra ngoài hả? Bắt đầu subscriber là có mau rồi. Thank you for subscribe. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình. Thà chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình. Không mà. Thà chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình. Thôi được.
rồi đó. Bye bye. Vấn đề buổi sao? Có quà cho mấy bạn subscribe. Tắt. Хорошо. Má thú thích. Chà.